Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nhấn nút like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1.000 tỷ token có ký hiệu là Apply. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và copy hashtag này vào tweet nha bạn. Dự án này mình thấy token nó giá khá là thấp nên không làm, bạn này thấy nó cho quá nhiều, này góp này cho quá nhiều nên mình làm luôn các bạn. Rồi các bạn tự quyết hashtag nè. Rồi token này nó hiện tại đã list trên sàn PancakeSwap cho chạy qua V2 nha các bạn. Rồi các bạn dán hashtag vào nè. Giờ dạ, tăng 2-3 người bạn mình vào. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow kênh partner nữa nè. Rồi follow xong thì bạn đây nè. Tiếp tục các bạn tweet nè. Bạn like nè. Các bạn tweet hoặc là chỉ dẫn cho tweet các bạn. Rồi. Tiếp tục các bạn join vào kênh Chiller nè, kênh group nè. Subscribe kênh YouTube nè. Join Chiller nè. Rồi bạn join sao các bạn, bắt đắp lên nè. Join tiếp kênh group nè. Subscribe kênh YouTube nè. Rồi subscribe xong thì các bạn bắt đắp lại. Các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn bấm sao này đắp nè. Rồi bấm submit detail nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram bạn đã join sao này đắp. Cộng anh 562. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link profile tại Twitter mình nè các bạn. Nhấp vào gành cùng, nhấp vào hồ sơ, nhấp vào gành cùng, nhấp vào chia sẻ, nhấp vào sao chép liên kết, bắt up lại chatbot. Tiếp tục không gửi địa chỉ VPNB Smart Chain Bet20 trên giấy chất wallet của các bạn nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên giấy MetaMask các bạn không. Rồi nó có join kênh seller surprise này nữa không thì bấm don các bạn. Tiếp tục submit link retweet. Để coi link retweet link nào các bạn. Rồi link retweet trên nguồn Apple nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nha. Các bạn chia sẻ cái bài này nè. Mình sẽ chép liên kết. Là support. Tiếp tục bấm vào balance để check số còn mình kiếm được nha các bạn. Rồi. Rồi mình đã nhận được 100.000 tỷ token Apply rồi các bạn. Rồi các bạn gì bấm get link, lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Video con này sẽ phân phối vào ngày 5 tháng mấy thôi. Ok, con này nó sẽ phân phối vào ngày 5 tháng 8 các bạn. Những video mình đã đem kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.